Hi guys, welcome back to IELTS Fighter channel and it's me again Jenny. Chào mọi người, mình là Jenny đây và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video chia sẻ với các bạn về những việc mà mình thường làm tại nhà để cải thiện tiếng Anh. Cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, mỗi sáng thức dậy thì mình sẽ khởi đầu một ngày mới bằng cách bật một bài nhạc tiếng Anh ở trên Spotify. Và khi nghe nhạc, mình có thể vừa hát theo để luyện phát âm, dọn dẹp phòng ngủ hoặc là vừa có thể đi tắm vừa nghe nhạc, cũng không phải là một idea tồi đúng không nào? Và đây cũng là cách để mình nạp năng lượng cho một ngày mới trở nên năng động và vui tươi hơn. Các bạn hoàn toàn có thể thử mỗi sáng nha. Sau đó mình sẽ làm đồ ăn sáng nhẹ tại nhà trước khi đến công ty. Mình thường vừa ăn vừa xem YouTube ở trên điện thoại. Nhưng mà theo mình đọc thì đây có vẻ như là một thói quen không tốt lắm và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nên mình cũng đang cố gắng rút ngắn thời gian ăn lại. Và mình cũng thường xem những kênh có chủ đề về ăn uống, về động vật và về thế giới xung quanh bằng tiếng Anh. Và một số kênh YouTube mình có thể suggest cho các bạn đó là của BBC Earth, National Geographic, MasterChef World hoặc là Deep Look. Và bây giờ thì đi làm thôi. Vì công việc của mình cũng liên quan đến tiếng Anh khá là nhiều nên mình sẽ vừa làm vừa học để cải thiện trình độ của bản thân mỗi ngày. Nhưng vì video này mình đang nói về những việc mà các bạn có thể làm tại nhà nên mình sẽ skip qua 8 tiếng đi làm nha. Sau một ngày làm việc thì điều đầu tiên mà mình làm sau khi trở về nhà đó chính là tập thể dục. Mình thường tập một số bài tập tại nhà để cho cơ thể khỏe mạnh hơn và tăng sức đề kháng nữa. Qua việc tập thể dục thì các bạn hoàn toàn có thể luyện tiếng Anh, đặc biệt là về kỹ năng listening, qua một số kênh của Chloe Ting, Phoenix Blender and MadFit. Sau khi ăn tối xong xuôi thì mình sẽ ngồi vào bàn học để học bài. Và đây cũng là khoảng thời gian mà mình thích nhất trong ngày, bởi vì mình cảm thấy mọi thứ đều rất là yên tĩnh và dễ chịu, làm cho mình hoàn toàn có thể tập trung để thu nạp thêm kiến thức. Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cách mà mình học tiếng Anh mỗi ngày cho các bạn nha. Và đến cuối ngày thì mình sẽ dành ra khoảng 1 đến 2 tiếng để học tại nhà. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 cách để chúng ta có thể tự học IELTS tại nhà. Cách đầu tiên đó là mình học qua một nguồn tài liệu cực kỳ chính thống, đó là sách IELTS. Nhắc đến sách IELTS thì Jenny highly recommend cho các bạn nên học theo bộ sách này. Ta-da! Đúng rồi, đó chính là bộ Cambridge đúng không nào? Mà mình chắc chắn là những bạn nào đã và đang học IELTS đều biết đến bộ này. Ở đây thì mình đang có từ cuốn 7 đến cuốn số 14. Và Jenny đã nghe là tháng 6 vừa rồi nhà Cambridge đã phát hành ra cuốn Cambridge IELTS 15. Cho nên các bạn hãy tìm mua và hãy cày nét bộ Cambridge trước khi thi IELTS nhá. Và nguồn sách thứ hai mà Jenny rất là tin tưởng recommend cho các bạn đó chính là bộ sách đến từ IELTS Fighter. Ở đây thì có rất là nhiều sách, nhưng ở đây thì Jenny đang cầm trên tay 3 cuốn sách thôi, đó là chọn bộ từ vựng IELTS Speaking này, IELTS Writing và 25 chủ điểm ngữ pháp. Thì các bạn có thể thấy là sách của IELTS Fighter chia ra theo từng kỹ năng cũng như là về từ vựng, về ngữ pháp thì đều có sách cả. Cho nên các bạn hãy cố gắng cày hai bộ sách của IELTS Fighter và của Cambridge nha. Nguồn tài liệu số 2 đó chính là lên website. Thì ở đây Jenny recommend cho các bạn hai website rất là hay mà mình đã áp dụng để học IELTS. Website thứ nhất đó chính là IELTSonlinetest.com. Thì trang IELTS Online Test này nó có rất là nhiều đề thi IELTS, quả 4 kỹ năng luôn. Và theo Jenny đánh giá thì đây là bộ đề thi nó khó hơn đề thi thật một chút. Cho nên nếu như mà chúng ta được điểm thấp ơi là thấp thì cũng đừng buồn nha, bởi vì đề này nó cũng hơi khó. Và có một điều đặc biệt đó chính là trang web
IELTSonlinetest.com này hoàn toàn miễn phí và cực kỳ thích hợp đối với những bạn nào mà chúng ta mong muốn thi IELTS trên máy tính. Chúng ta có thể download hoặc là làm trực tiếp luôn những đề thi IELTS trên này. Website số 2 mà Jenny recommend đó chính là website của IELTS Fighter, IELTS-fighter.com. Thì ở trên này các bạn có thể vào mục đó là mục IELTS Online. Mục này cực kỳ thích hợp cho những bạn mới bắt đầu học IELTS. Và ở đây có những nguồn tài liệu free, file PDF và file nghe trực tiếp để các bạn có thể luyện IELTS trực tiếp trên website của IELTS Fighter. Và cách số 3 các bạn có thể áp dụng đó là học ngay trên chiếc điện thoại smartphone mà mình dùng mỗi ngày. Thì ứng dụng mà các bạn lên smartphone lướt nhiều nhất chắc hẳn là Facebook đúng không? Mà cái newsfeed của mình để mình học tiếng Anh, mình thấm nhuần tiếng Anh thì newsfeed của mình cũng nên là những bài báo tiếng Anh. Cho nên thì Jenny recommend một số trang trên Facebook các bạn có thể follow để khi mà mình lướt newsfeed á thì toàn bộ là nó sẽ ra những cái bài báo tiếng Anh cho mình học. Thì trang báo đầu tiên có thể các bạn sẽ follow BBC News or New Scientist, National Geographic, The Dodo, hoặc là các bạn có thể follow ABC News, The New York Times, The Sun, hoặc là TED Talk. Và tiếp theo nữa, nếu như mà mình muốn học trên Facebook mà một cách trực tiếp hơn, đúng không? Mình có thể tương tác với người nói chuyện trên Facebook thì mình recommend các bạn nên học qua livestream ở trên IELTS Fighter gạch ngang 9 bình IELTS. Tại đây thì chúng mình có đăng tải những bài viết này, những tài liệu miễn phí này và những livestream, những video rất là thú vị cho chúng ta có thể vừa học mà vừa xem livestream rất là bổ ích, đúng không? Và hơn nữa, nếu như mà các bạn muốn gọi là có một cái cộng đồng toàn những người yêu IELTS, những người muốn học thêm về tiếng Anh thì các bạn có thể join vào group IELTS Fighter gạch ngang hỗ trợ học tập. Ở đây thì chúng mình có đội ngũ admin cũng như là các cô giáo, thầy giáo và học viên điểm cao sẽ vào share những kiến thức, những tài liệu và những cái tips, những cái mẹo để chúng ta có thể thi IELTS một cách hiệu quả hơn. Và thêm nữa, một điều mà mình rất là thích ở trong cộng đồng group IELTS Fighter hỗ trợ học tập đó là chúng ta có thể gọi là tự do thoải mái đăng tải những câu hỏi và những nội dung mà chúng ta thắc mắc trong quá trình học IELTS. Các bạn đều có thể chia sẻ trên group này. Và cách số 4, cách cuối cùng là các bạn có thể học qua một ứng dụng mà mình tin chắc là các bạn sẽ thích dùng thứ hai đằng sau Facebook, đó là YouTube. Về YouTube thì Jenny thường sẽ follow khoảng 3 channels. Mà 3 channels này mình nghĩ là sẽ rất là hữu ích cho tất cả các bạn đang muốn học tiếng Anh nói chung và học IELTS nói riêng. Channel đầu tiên đó là English with Lucy. English with Lucy là một kênh mà mình nghĩ là trai và gái đều thích, bởi vì cô Lucy thật sự rất rất là xinh đẹp và giọng của cô Lucy rất là hay nữa. Cho nên là đó cũng là một phần động lực cho chúng ta mỗi ngày đều lên YouTube để học tiếng Anh, đúng không nào? Và channel thứ hai là đến từ một cựu giám khảo IELTS mà mình nghĩ thì thầy này rất là kinh nghiệm và đưa ra những cái tips cũng như là những cái cụm từ mà mình có thể dùng trong speaking cực kỳ hay luôn các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể nốt lại, đó là English Speaking Success. Đó, các bạn nhớ lên search channel này và lấy lời khuyên của cựu giám khảo IELTS nhé. Và channel số 3 mà Jenny cũng rất là tự hào vì mình đóng góp một phần trong đó, đó chính là channel của IELTS Fighter. Channel của IELTS Fighter tổng hợp những cái video, bài giảng, chữa đề, chia sẻ kiến thức, tất cả mọi thứ liên quan đến IELTS cho tất cả những các bạn chúng ta quan tâm đến vấn đề học IELTS và muốn thi IELTS lấy điểm cao. Đồng thời thì channel của IELTS Fighter, Jenny cũng thấy là những thầy cô, những bạn học viên điểm cao và tất cả những người đã có kinh nghiệm luyện và thi IELTS rồi, chúng ta chia sẻ thì nó sẽ gần gũi với mình hơn, đúng không? Cho nên là các bạn đừng tiếc bấm một nút subscribe và like cho channel của IELTS Fighter nhé. Yay, and that's it for today. Và đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn để qua video này chúng ta biết được cách manage thời gian sao cho trong một ngày mình có thể vừa đi làm vừa đi học mà mình có thể luyện IELTS, luyện tiếng Anh nữa. Hy vọng là video ngày hôm nay sẽ giúp ích phần nào cho quá trình chinh phục IELTS của các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thank you so much for watching and I will see you in the next video of IELTS Fighter. Bye!